14 dấu hiệu cảnh báo bạn có thể đang bị ung thư phổi. Ở giai đoạn đầu, ung thư phổi thường không biểu hiện triệu chứng. Sau đó, nó thường gây ho, khò khè và đau ngực. Nhưng có những triệu chứng khác, ít được biết đến cũng có thể xuất hiện ở những nơi bạn có thể không thể lường trước. Tất nhiên, ung thư phổi không phải là điều duy nhất có thể gây ra các triệu chứng này. 1. Những vấn đề tại vùng bụng. 1-2 trong số 10 người bị ung thư có biểu hiện tăng canxi máu. Quá nhiều canxi trong máu có thể khiến người bệnh bị đau bụng và buồn nôn hoặc táo bón. Bạn có thể cảm thấy không muốn ăn và thực sự khát. Chất giống như hormone mà một số khối u tạo ra sẽ gây rối loạn chức năng thận, gây ra chuột rút và buồn nôn. 2. Các đầu ngón tay to hơn. Một số khối u phổi tạo ra các hóa chất giống như hormone. Một trong số chúng đẩy máu và chất lỏng nhiều hơn đến các mô ở đầu ngón tay. Vì vậy chúng trông dày hơn hoặc lớn hơn bình thường. Da bên cạnh móng tay có vẻ sáng bóng hoặc móng tay có thể cong hơn bình thường khi nhìn từ bên cạnh. Nó không phổ biến, nhưng đầu ngón tay hình chì có liên quan nhiều đến ung thư phổi. 3. Vấn đề sức khỏe tâm thần. Trong một nghiên cứu của Đan Mạch, tỷ lệ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ cao hơn ở những người lần đầu tiên tìm gặp chuyên gia sức khỏe tâm thần vì các bệnh như lo lắng, trầm cảm và mất trí nhớ. Nó có thể là do ung thư ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch hoặc hormone của cơ thể, hoặc nó có thể đã di căn đến não. Nồng độ canxi cao liên quan đến ung thư cũng có thể gây lú lẫn, lo lắng và trầm cảm. 4. Đau lưng hoặc đau dai. Khối u pancreas là một loại ung thư phổi phát triển ở đỉnh phổi và xâm lấn vào thành ngực đến xương sườn, đốt sống ở cột sống, dây thần kinh và mạch máu. Do những khối u này phát triển, chúng hiếm khi ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Thay vào đó, chúng có nhiều khả năng làm cho xương bả vai, lưng trên và cánh tay của bạn bị đau. 5. Mệt mỏi, số lượng hồng cầu thấp hay thiếu máu là một tác động rất phổ biến của ung thư phổi. Thiếu máu có thể khiến bạn thực sự mệt mỏi vì các mô của cơ thể không nhận đủ oxy. Và nói chung, các tế bào ung thư muốn ăn hết các chất dinh dưỡng bạn cần để cung cấp năng lượng cho cơ thể trong một ngày. Vì vậy, khi mắc bệnh, bạn có thể cảm thấy như đang bị kéo dục xuống. 6. Mất cân bằng. Ung thư phổi tế bào nhỏ có thể phát động hệ thống miễn dịch tấn công hệ thống thần kinh. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách cơ bắp của bạn hoạt động. Có thể khó đứng dậy khi bạn đang ngồi, hoặc bạn có thể cảm thấy đứng không vững. Bạn có thể bị chóng mặt do thiếu máu hoặc do tĩnh mạch chủ trên tĩnh mạch lớn dẫn chuyển máu từ đầu, cổ, chi trên, ngực đến tim bị chèn ép bởi một khối u ở đỉnh phổi phải. 7. Thay đổi trọng lượng. Một số người ung thư phổi tế bào nhỏ bị hội chứng vô sinh. Ung thư có thể thúc đẩy cơ thể họ tạo ra một loại hormone gọi là ACTH, làm tăng mức độ cortisol. Điều này dẫn đến việc giữ nước và tăng cân. Bạn có thể dễ bị bầm tím và cảm thấy buồn ngủ. Ngược lại, tăng canxi máu và hội chứng tiếp ADH không thích hợp, viết tắt là SIADH, một vấn đề về hormone ảnh hưởng đến thận, có xu hướng làm bạn mất cảm giác ngon miệng. Vì vậy mà cơ thể có thể bắt đầu giảm cân nhanh không chú ý. 8. Những vấn đề về mắt. Các khối u pancreas cũng có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh đến mắt và một phần khuôn mặt, được gọi là hội chứng Horner. Các triệu chứng bao gồm sụt một bên mí mắt, kích thước con ngươi nhỏ lại, giảm hoặc không đổ mồ hôi một bên mặt bị ảnh hưởng. Ung thư phổi tế bào nhỏ biến hệ thống miễn dịch chống lại hệ thống thần kinh có thể biểu hiện những triệu chứng trên. 9. Bú to ở nam giới. Bệnh gynecomastia rất hiếm khi ung thư phổi là nguyên nhân gây bệnh gynecomastia, nhưng điều đó là có thể. Ung thư phổi tế bào lớn có thể phá vỡ sự cân bằng hormone và gây ra đau sự ở mô vú nam. 10. Đau đầu. Một khối u ở đúng vị trí có thể chèn ép tĩnh mạch chủ, thu hẹp nó để máu khó đi qua hơn. Máu giữ lại trên đầu có thể làm cho đau đầu tăng hơn, thậm chí có thể bất tỉnh. Mức canxi máu cao thường cũng khiến bạn đau đầu. Triệu chứng đau đầu mới xuất hiện hoặc thay đổi cách thức đau đầu là một lý do để gặp bác sĩ của bạn. 11. Vấn đề tim mạch. Cả tăng canxi máu và thiếu máu đều có thể gây ra các triệu chứng như nhịp tim nhanh hoặc không đều. Nếu các vấn đề về tim của bạn là do tăng canxi máu, là rất nguy hiểm vì có thể bị lên cơn đau tim hoặc hôn mê. Thiếu máu nghiêm trọng cũng có thể gây đau ngực và khó thở. 12. Mặt, cổ hoặc cánh tay xương hút. Khi tĩnh mạch chủ trên bị chèn ép bởi một khối u, máu từ phần trên của cơ thể không còn nơi nào để đi. Khuôn mặt, cổ, cánh tay có thể sưng lên do chất lỏng dư thừa bị kích động lại, đang chờ để vượt qua. Màu da phần ngực có thể chuyển sang màu đỏ. 13.
cơ thể suy yếu. Khi ung thư phổi lan rộng di căn, các tế bào thường di chuyển đến xương thông qua dòng máu và hình thành các khối u hoặc tổn thương mới. Những tổn thương này thường làm hỏng cấu trúc xương, khiến chúng trở nên rỗng và đau đớn hơn. Mất cân bằng khoáng chất do tăng canxi máu hoặc SIADH có thể khiến bạn yếu đi và đau đớn khắp người. Nếu ung thư ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, nó có thể làm suy yếu cơ bắp khiến bạn gặp khó khăn khi nói hoặc nuốt. 14. Cục máu đông, huyết khối tĩnh mạch sâu viết tắt là DVT và chứng thuyên tắc phổi viết tắt là PE. Một số người bị ung thư phổi có nhiều khả năng bị cục máu đông ở chân hoặc cánh tay gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu và ở phổi thuyên tắc phổi. Nguyên nhân chính xác chưa rõ. Một số cho rằng ung thư có khả năng gây viêm tạo ra quá trình đông máu, hoặc hóa chất từ chính khối u có thể gây ra cục máu đông. Bác sĩ có thể làm thêm các xét nghiệm để xác định nếu bạn bị cục máu đông và các triệu chứng ung thư khác, như giảm cân nhiều không lý do. Chúc bạn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn đã xem video. Hẹn gặp lại.